bảo hiểm thất nghiệp của bang oregon cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho những người đã mất việc không phải do lỗi của họ mục đích của chúng tôi là giúp giảm bớt căng thẳng cho quý vị trong thời gian chuyển tiếp sang công việc mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp rất nhanh gọn và dễ dàng chỉ cần qua hai bước đơn giản đầu tiên là nộp đơn xin trợ cấp tiếp đến là xin trợ cấp hàng tuần Hãy bắt đầu với loại thông tin quý vị sẽ cần phải điền trong đơn xin trợ cấp ban đầu. Quý vị sẽ cần cung cấp các thông tin cơ bản của mình như sau. Tên, ngày sinh, địa chỉ gửi thơ đầy đủ và số an sinh xã hội và số đăng ký việc làm nếu được yêu cầu. Quý vị cũng sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết hơn về quá trình làm việc. Quý vị cần tập hợp tất cả các thông tin sau. Tên, địa chỉ và số điện thoại của từng công ty quý vị đã từng làm việc trong 8 tháng qua thời gian làm việc của quý vị mức lương và tổng thu nhập của quý vị tại mỗi công ty trong năm qua và lý do quý vị thôi việc tại mỗi công ty nếu trước đó quý vị đã nghỉ hưu và nhận được tiền lương hưu từ bất kỳ công ty nào quý vị sẽ cần phải cung cấp ngày quý vị bắt đầu nhận được khoản lương hưu đó và số tiền nhận được mỗi tháng Bây giờ thì quý vị đã biết cần phải điền loại thông tin nào vào đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu. Hãy chuyển sang tìm hiểu về cách nộp đơn xin trợ cấp ban đầu của quý vị. Quý vị cũng có thể bắt đầu xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu bằng cách gọi tới số điện thoại miễn phí 1877 f i -E l e 4 u i -E. Khi gọi, quý vị sẽ được chuyển thẳng tới một hệ thống điện thoại trả lời tự động. Trong suốt cuộc gọi của quý vị, chúng tôi sẽ xem xét thông tin xin trợ cấp ban đầu với quý vị. Xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Với thông tin chúng tôi đã xem xét ở phần đầu của video này, quý vị cũng nên chuẩn bị sẵn bút và giấy phòng trường hợp quý vị cần ghi chép. Các đường dây điện thoại của chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của quý vị từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ sáng đến 17 giờ. Xin vui lòng lưu ý rằng số lượng cuộc gọi của chúng tôi rất lớn nên quý vị có thể phải chờ trước khi có thể nói chuyện với những nhân viên phục vụ khách hàng. Thông thường, chúng tôi tiếp nhận số lượng cuộc gọi nhiều hơn trong ngày làm việc đầu tiên của tuần. Sau khi đã nộp đơn xin trợ cấp ban đầu trên mạng hoặc qua điện thoại, quý vị sẽ nhận được thông báo tiền lương và thu nhập trong vòng 10 ngày làm việc. Thông báo này sẽ cho biết số tiền quý vị có thể dự kiến nhận được. Quý vị cũng sẽ nhận được một quyển sổ tay hướng dẫn về trợ cấp thất nghiệp của mình để nhận được trợ cấp thất nghiệp quý vị phải đã làm việc cho từ một công ty trở lên và những công ty này đã trả thuế tiền lương bảo hiểm thất nghiệp tính trên tiền lương của quý vị đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu có thể và sẵn sàng làm việc và tích cực kiếm việc làm mỗi tuần quý vị xin trợ cấp quý vị phải có trách nhiệm tuân theo tất cả các nguyên tắc liên quan đến việc trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nếu không quý vị có thể bị phạt nếu đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của quý vị được chấp thuận, quý vị phải có trách nhiệm nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần trong tuần tuần và báo cáo hoạt động tìm việc hàng tuần của quý vị. Để đơn xin trợ cấp của quý vị có hiệu lực, điều này xác nhận quý vị vẫn bị thất nghiệp và đang tích cực tìm kiếm việc làm. Để tìm hiểu thêm về bước tiếp theo, nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, xin vui lòng xem video tiếp theo trong loạt video này có tự đề Cách nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần của quý vị. Video này giải thích một số trách nhiệm của quý vị với tư cách là người nộp đơn và cách nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp giải thích cách nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ban đầu tại bang Oregon. Hãy tìm kiếm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cả toàn bộ quy định và nguyên tắc tại www.workinginoregon.org.